Cận kề ngày cưới, cô dâu vẫn cương quyết hủy hôn. Trong suốt 4 năm yêu đương, bạn trai của Clary Denton đã bí mật giữ thói quen xem phim sex. Và khi phát hiện ra điều này, Clary cương quyết hủy luôn đám cưới trong mơ của mình. Dù cặp đôi đã chuẩn bị mọi thứ suốt 6 tháng ròng và chỉ còn cách ngày cưới một tuần lễ. Cô gái 21 tuổi cho biết mình là một người rất sùng đạo, hay mơ về một mối quan hệ chân chính và thuần khiết từ khi còn nhỏ. Clary cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một nửa kia, nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá ngay từ đầu. Đúng một tuần trước đám cưới, trong khi vị hôn phu đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, thì Clary đã sử dụng điện thoại của anh ta để kiểm tra xem một cửa hiệu liệu có còn mở cửa hay không. Bất ngờ khi cô nhận thấy trong lịch sử có phần tìm kiếm nội dung khiêu dâm chỉ vài giờ trước, Clary lập tức cảm thấy kinh tởm không chịu nổi và bắt đầu tra hỏi vị hôn phu. Ban đầu, anh ta nói dối rằng anh trai đã mượn điện thoại của mình, nhưng cuối cùng cũng thú nhận đó là anh đã có một vấn đề. Clary chia sẻ, lúc đầu tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa kinh tởm, điều này sẽ không bao giờ xảy ra với tôi, nghiện phim khiêu dâm sẽ không bao giờ được nhắc đến trong cuộc đời tôi, hoặc ảnh hưởng sâu sắc đến tôi dù bất cứ cúc cách nào. Cô gái cho biết, sau khi nghe chồng chưa cưới thú nhận sự thật, cô đã quyết định hủy bỏ đám cưới và gọi điện lần lượt cho từng người trong 300 khách mời để thông báo. Clary cũng cho rằng, đây không chỉ là chuyện xem phim khiêu dâm quá nhiều, mà còn là nói dối về việc gì đó trong nhiều năm. Và cô gái cũng thổ lộ về lý do hủy hôn. Ai đó mà tôi yêu thương và quan tâm sâu sắc đã nói dối một cách chuyên nghiệp trong suốt một thời gian dài của một mối quan hệ. Có thể còn lâu hơn vì chúng tôi đã làm bạn lâu rồi. Tất cả diễn ra cùng một lúc, tôi đã ở cùng người lạ, thay vì người mà tôi nghĩ mình biết rất rõ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình không bao giờ có thể tin tưởng vào đôi mắt dối trá ấy thêm một lần nào nữa. Dưỡng thành 10 thói quen tốt này, cả đời không lo thiếu tài lộc phúc đức. Thói quen tốt không chỉ biến bạn thành một con người tốt, mà còn thúc đẩy sự nghiệp tài vận của bạn, không ngừng thăng hoa thăng tiến. Hãy dưỡng thành 10 thói quen tốt dưới đây, cuộc đời vận mệnh của bạn sẽ chẳng lo thiếu tài lộc phúc đức. 1. Đúng giờ. Người thành đạt luôn coi thời gian là một tài nguyên quý giá. Khi bạn lỡ hẹn với người biết coi trọng thời gian, điều đó đồng nghĩa với bạn đánh mất đi tài sản quý giá của họ và của bản thân. Lỡ hẹn với đối tác, bạn sẽ bị xem là người vô trách nhiệm. Vì thế, hãy gắng hết sức để luôn có mặt đúng giờ trong mọi sự kiện. Tôn trọng thời gian, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của nhiều người. Đúng giờ cũng sẽ giúp bạn giữ được chữ tín trong mắt đồng nghiệp, đối tác. Thứ hai, phép lịch sự. Giữ phép lịch sự có nghĩa là hiểu và tôn trọng cảm xúc của mọi người. Hành động lịch thiệp của bạn hàng ngày sẽ không được để ý, nhưng chỉ cần một hành động thô lỗ sẽ bị soi xét và để ý. Đó là một liều thuốc độc giết chết các mối quan hệ. Người lịch sự là người biết lắng nghe và kiên nhẫn chờ đợi người khác, không tranh đoạt lợi ích cá nhân, không tranh đấu vì chút chuyện nhỏ, luôn giữ trong tâm một thái độ hòa bình, thanh thản. Thứ ba, giữ tập trung mọi lúc. Luôn tập trung và để ý mọi lời nói của mọi người, kể cả khi bạn không có hứng thú với chủ đề đang được nói. Đó cũng là một phép lịch sự khi giao tiếp. Sự tập trung sẽ giúp bạn dễ gặt hái được thành công hơn. Chắc bạn đã từng nghe câu, nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Một nghề thành thạo, một đời vinh hiển. Người Việt cũng hay nói, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Cũng là có ý như vậy, tập trung bao giờ cũng tốt hơn là phân tán. Thứ tư, lòng trung thực. Trung thực có nghĩa là cư xử một cách thẳng thắn và thành thật. Từ lời nói đến hành động, không có bất kỳ sự giả dối lừa lọc nào. Trước hết bạn hãy thành thật với chính mình, sống thật với lòng mình sẽ giúp bạn trở thành một con người trung thực trong cuộc sống. Thứ năm, học cách tôn trọng. Học cách tôn trọng suy nghĩ, ý kiến của người khác, bởi mỗi người có một kiến thức, kinh nghiệm khác nhau. Học tôn trọng người khác cũng đồng nghĩa với việc thấu hiểu và bao dung với họ.
Học cách tôn trọng người khác cũng là cánh cửa giúp bạn đến với nhiều cơ hội mới. Thứ 6, không tự cao tự đại. Tự cao tự đại là người luôn cho mình là nhất, không nhìn ra điểm tốt của người khác. Tuy nhiên, điều đó lại vô tình làm giảm giá trị của bạn trong mắt họ. Điều này sẽ khiến người khác xa lánh bạn, trở thành người cô lập, tách rời khỏi xã hội. Và bạn sẽ bỏ qua những cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp tốt đẹp nhất. Thứ 7, giữ chữ tín. Khi bạn hứa hẹn chuyện gì đó với người khác, chính bạn đã gieo trong họ một kỳ vọng và mong tưởng. Nếu không giữ chữ tín, bạn sẽ làm họ thất vọng, nhẹ thì buồn bã, nặng thì có thể quay sang oán trách chính bạn. Do vậy, khả năng giữ chữ tín ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự và độ tin cậy của bạn. Chữ tín cũng giúp bạn có được sự bình yên trong tâm hồn, đạo đức định nghĩa nên một cá nhân và chữ tín là một phần quan trọng của đạo đức. Thứ 8, quan tâm đến người khác. Một người tốt chính là luôn quan tâm lo lắng cho người khác. Họ rất nhạy cảm khi nghe đến những khó khăn của người xung quanh và sẵn sàng làm hết sức để giúp đỡ họ. Quan tâm tới những người khốn khó là một trách nhiệm hết sức cần thiết của toàn xã hội. Và trên hết, giúp đỡ mọi người cũng chính là giúp đỡ chính mình. Thứ 9, hào phóng. Khoa học đã chứng minh rằng những người có tính phóng khoáng thường hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và hài lòng với cuộc sống của mình hơn những người chỉ biết nhận mà không hề cho đi. Sự hào phóng khiến bạn cảm thấy mình đang là một con người có ích, sẵn sàng và hoàn toàn có khả năng để thay đổi thế giới, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ 10, lòng cảm thông. Sự cảm thông là khả năng trải nghiệm một phần nỗi đau mà người khác đang phải gánh chịu. Có thể bạn sẽ không hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau ấy. Tuy vậy, ít nhất bạn cũng hiểu được rằng họ đang cảm thấy như thế nào. Để cảm thông cho người khác cần một sự can đảm. Tuy nhiên, khi bạn đang đau buồn mà nhận được tình thương của người khác, bạn sẽ hiểu rằng đó là một món quà vô giá đến nhường nào. Một đô la cũng có thể cứu sống một mạng người nếu tình người đủ ấm áp. Bonnie là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được chú Rup nuôi dưỡng từ nhỏ đến giờ. Chú Rup là một công nhân xây dựng, nhưng trong một ngày không may, chú bị ngã từ trên cao xuống và bị hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của chú Rup khiến bác sĩ rất lo ngại, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Các bác sĩ nói với Bonnie rằng chỉ có Thượng Đế mới cứu được chú. Nhưng cậu bé lại không thể hiểu được ý của bác sĩ. Cậu chỉ hiểu một cách rất đơn giản và cậu quyết tâm tìm mua bằng được Thượng Đế với chỉ một đô la mà cậu nhặt được. Cầm tờ một đô la, cậu bé vào một cửa hàng bên đường hỏi: "Xin hỏi, ở đây bác có bán Thượng Đế không ạ?" Người chủ cửa hàng nhìn cậu, không nói gì, sau đó đuổi cậu ra khỏi cửa hàng. Cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đến khi trời đã tối đen. May thay, khi đến cửa hàng thứ 49, cậu được người bán hàng tiếp đón nhiệt tình. Ông chủ cửa hàng thứ 49 mà cậu bé vào hỏi là một lão khoảng ngoài 70 tuổi, tóc đã bạc, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: "Này cháu, hãy nói cho ông biết cháu mua Thượng Đế để làm gì vậy?" Cậu khẽ khóc rồi nói với ông lão rằng: "Cháu muốn mua Thượng Đế để cứu chú Rup. Chú bị ngã từ trên cao xuống và bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng chỉ có Thượng Đế mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Thượng Đế chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu, nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú mới nhanh khỏi bệnh được ạ." Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: "Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?" Cậu bé nhanh nhậu đáp: "Cháu có một đô la ạ." Ông lão vội nói: "Ôi thật may quá, giá của Thượng Đế đúng bằng một đô la đấy cháu ạ." Nói xong, ông đi vào ngăn kéo và lấy một chai đồ uống có nhãn hiệu Nụ Hôn của Thượng Đế và đưa cho Bonnie. Ông nói: "Cầm lấy đi cháu, chú của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi."
Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: "Chú ơi, cháu đã đem thượng đế đến rồi đây, chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú rút của cậu bé Bonnie. Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh. Và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra, chú rút của cậu bé đã hoàn toàn bình phục. Khi chú của Bonnie ra viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu. Thế nhưng, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng mấy hôm trước có một ông lão đã đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Lão ấy là một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi và ẩn cư bằng cách mở một cửa hàng tạp hóa bán qua ngày. Nhóm chuyên gia y học kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để mời đến đây. Anh Rúc sau khi nghe xong lại cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi, mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và đi du lịch nước ngoài. Sau này, anh Rúc đã nhận được một lá thư do ông lão kia gửi đến. Trong thư ông viết: "Anh bạn trẻ, anh có người cháu trai Bonnie, thật sự là quá may mắn đấy. Vì cứu anh, cậu bé đã cầm $1 đi khắp nơi để mua thượng đế. Hãy cảm tạ thượng đế, là thượng đế đã cứu tính mạng của anh."